Thì bây giờ là anh sẽ định đi ống đường nước nào nhỉ? Giờ hiện tại sẽ là từ bơm, sau đó sẽ bơm xuống cái radiator ở dưới, sau đó đẩy trực tiếp lên càng. Và cái bộ này anh tính là đường nước sẽ là song song, nghĩa là nước sẽ chảy đồng thời vào cả cạc này và chảy vào servo cùng một lúc luôn. Đấy. Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Hôm nay thì mình đang có mặt tại đó chính là cơ sở Hacom Long Biên. Ô kìa, anh Tuấn Anh, anh làm gì đấy? Ôi, dạo này ế quá, khách toàn mua Winwan rồi, chả việc để làm. Ui dồi ôi, anh ơi, bây giờ anh lên tầng cho em. Hôm nay có anh khách nhá, lắp sống ở Riverside, lắp bộ máy 150 triệu, cả đi nước, cả CPU, cả mình, có việc cho anh rồi. Thế luôn. Vâng đúng rồi. Ôi, uy tín đấy, Anh em lên đi, chăm 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 chăm. Lên. Anh thấy không? Đúng chuẩn chưa? Wow. Quá hợp lý luôn. Bộ này mà 150 triệu á? Vâng, bộ này 150 triệu. Anh nhìn toàn hàng khủng này. Ui dồi ôi. 12.900k hết luôn. Đây, 3090 nhá. Đấy, mà có cả màn hình này của Asus này, đây là con ProArt này. Bàn phím, bàn phụng, cái thử gear cũng đầy đủ hết. Nói chung là 150 triệu này tốt nhất xóm. Em hứa với anh như thế. Kinh đấy, anh không ngờ 150 triệu mà lại nhiều đồ như này đấy. Đấy, anh nhìn đằng trước chưa? Đây, đổ nước anh đây. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh này. Được. Thì bây giờ anh em mình lắp bộ máy thôi anh nhỉ? Thôi, triển khai luôn thôi. Ok, về cấu hình đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ có đó chính là chiếc CPU i9 12900KS đúng không? Special Edition, đây là con CPU có thể gọi là chúa tể về gaming trong thời điểm hiện tại của bên Intel. Và chiếc mainboard thì sẽ có đó chính là chiếc mainboard Z690F Gaming. Anh đánh giá cái chiếc mainboard, chất lượng của chiếc mainboard này như nào? Cái main này có giá gần 10 triệu. Theo anh đánh giá là nếu mà một cái dòng main gọi là tầm cận cao cấp ấy, cận cao cấp khá là ngon. Đúng rồi, có thể cân được những con CPU cao cấp nhất trong hiện tại đúng không? Đúng rồi. Nếu mà để mà gọi là để gaming ấy thì anh nghĩ con này khá là ổn đấy. Vâng, vì hiệu năng trên giá thành nó tốt. Ok. Thì ủa anh khách hôm nay chúng ta chọn một cái lựa chọn RAM cũng hơi lạ một chút nhỉ? Chính là RAM Fury Beast của chúng ta. Thì theo như mình đánh giá đây là một kit RAM và cũng một chất rất là cao, nhưng mà mức giá của nó cũng khá là hợp lý và cái vẻ ngoài của nó nhìn cũng đẹp mà. Tuy là không có RGB nhưng mà màu đen nó rất là hợp với cả chiếc mainboard này anh nhỉ? Đúng rồi, cái này thì anh nghĩ là sẽ là tối ưu về hiệu năng và giá thành rất là tốt. Chứ bây giờ 150 triệu mà đòi hết tất cả bao nhiêu thứ thế thì cũng hơi khó một tẹo. Sẽ có một vài điểm chúng ta phải là cắt giảm một tẹo. Đó, thì về nguồn thì tất nhiên rồi, anh khách chúng ta không hề gọi là bỏ rơi một tí watt nào cả. Và đây chúng ta sẽ có một chiếc nguồn Cooler Master NWE Gold 1250W. Tức là nếu mà sau này anh nghĩ mà chạy thêm một... Anh nghĩ rằng nếu mà gắn thêm một chiếc 30 chứ không nữa có chạy được. Có thể chạy được. Nhưng mà nếu mà hiện tại về cấu hình này thì gọi là có thể gọi là dư thừa rồi. Dư thừa. Thoải mái rồi. Đấy. Nói chung là có thể chạy thoải mái với chiếc nguồn như này. Một cái nguồn khủng bố như này thì đảm bảo là sẽ cân được cả chiếc CPU i9 và chiếc 30 không hề vấn đề gì cả. Ôi, và còn gì nữa? Vỏ cây, đây là vỏ Denali O11 Dynamic XL. XL của Roger Certified, tức là để đảm bảo về cái gọi là một ecosystem này. Và đồng bộ hệ thống luôn đấy. Đồng bộ hệ thống, đó. Và chúng ta sẽ còn có những cái thiết bị rất là kinh khủng nữa, đó chính là chiếc cảm hình. Chiếc cạc 3090. Ui, cầm mà đã thấy sướng, đã thấy phê rồi. Một chiếc cảm hình. Khủng luôn. Thì tại sao lại là 3090? Đơn giản thì cái mức giá của nó và mức hiệu năng của nó rất là tốt. Thì theo như anh em biết ấy, thì mức giá của 3090 Rock Street này đã được giảm đi khá là nhiều rồi. Chỉ còn có bao nhiêu tiền anh nhỉ? Đây là 54 triệu. 54 triệu, ui dồi ôi, 54 triệu là rất hợp lý với mức hiệu năng này. Nếu mà bây giờ để mà nói thì 3090 Ti nó cũng mạnh hơn đấy, nhưng mà không quá là nhiều anh nhỉ? Đúng thì rồi. Con này là một sự chọn tuyệt vời rất là nhiều. Và ui dồi ôi, còn rất là nhiều cái đồ nước. Anh có thể giới thiệu qua về hôm nay là cái bộ nước chúng ta sẽ đi với những cái thành phần gì và có khả năng là sẽ đi những đường ống đẹp đẽ không? Anh giới thiệu qua rồi. Hôm nay thì cái bộ nước này nó sẽ có đường nước cho cả CPU và cạc đồ họa. Cạc đồ họa này chúng ta sẽ lắp nước luôn. Đúng rồi. Thì đối với một cái cạc đồ họa mà dùng tản khí bình thường ấy thì nó khá là nóng. Cho nên bọn mình quyết định là nâng cấp luôn lên tản nhiệt nước custom cho cạc đồ họa. Thì khi mà lắp cái block nước vào đây thì nhiệt độ nó sẽ giảm tầm khoảng gần 20 độ so với cả tản zin cơ. Thế thì quá là tuyệt vời. Rất là nhiều đúng không? Và thế nên với cái bộ như là em thấy là cả i9 12900KS này, cả 3090 này thì anh sẽ đi bao nhiêu RAM trong cái bộ máy này? Hiện tại anh sẽ lựa chọn là 2 RAM. Nhưng mà 2 RAM đây là 2 RAM kích thước dày. Ui, 2 RAM dày thì quá dày. Vâng. Thì bây giờ không thể đợi, không thể để khách đợi lâu hơn nữa, chúng ta lắp rồi anh nhỉ. Đúng rồi, thôi triển khai luôn. Thôi triển khai. Bây giờ thì anh Tuấn vừa lắp con CPU i9 12900KS rồi, bây giờ mình sẽ lắp RAM DDR5. Thì anh Tuấn ơi, bây giờ thì em biết là 12900KS khỏe đúng không? Nhưng mà bây giờ AMD mới ra đó chính là 5800X3D. Thì anh thấy cái nào option nào sẽ ok hơn với ai và với đối tượng như nào? Nếu mà theo anh ấy thì những cái
là những ai mà đã sở hữu RAM DDR4, đang có sẵn RAM DDR4 rồi thì có thể tiếp tục dùng 5800 X3D. Thế còn nếu mà những ai mà muốn thế hệ mới nhất bây giờ mà là đời mới ấy, thì nên là dùng 2900K. Đúng ạ. Đặc biệt là con 12900KS này hiện tại đang gọi là vô địch trong cái chúa thể. Trong tất cả mọi việc. Tác vụ gaming. Vâng. Tại vì con này tận 16 là 24 16 x 24 luồng mà thoải mái. Còn rất là mạnh. Cái con 5800X3D kia thì chỉ là vẫn là 8 x 16 luồng bình thường thôi, mỗi tội là lượng cache nó nhiều nên là chơi game nó khỏe. Thế nên là nếu mà anh em nào mà đang có main AMD rồi thì cứ dùng vào đấy, nâng cấp lên vào đấy, chơi game ok. Bây giờ thì xong rồi thì chúng ta sẽ lắp vào trong vỏ cây nhá. Bây giờ nếu mà em biết ở đây là con XL đúng không? Nhưng mà nếu mà anh là một người chơi đi thì anh sẽ chọn con gì? Sẽ chọn con Lian Li hồi một Dynamic Evo. Evo, ok. Evo chuẩn bị ra này. Okay. Thì con này nó rất là ngon. Kích thước nó không quá to này, nhưng mà nó hỗ trợ rất là tốt tại vì nó khắc phục hết tất cả nhược điểm của cái dòng trước đấy. Thế nếu mà anh là người build đi, anh là người đang bàn máy đi thì anh muốn build trong con nào hơn? Nếu mà build ấy mà trong này, để mà lắp máy thứ thoải mái thì con này vẫn là số 1. Tại vì nó lắp được rất là nhiều cái linh kiện mà kích thước lớn mà cho vào nó dễ. Đúng rồi, cho vào dễ. Em thì em thích con mini. Nhưng lại anh em phải biết là cái video mà anh Tuấn Anh lắp con mini mà hai cái rát dày. Úi dồi ôi. Mình khen từ trong video ra ngoài video luôn. Xin tận nhà khách Vương Hiếu khen. Vì con đấy thực sự rất là đẹp và nó đầy đủ và nó vừa khít luôn đấy. Thực sự đẹp. Mình thích những cái thể loại như thế. Đấy gọi xong mà trên livestream mình hay lắp mấy bộ mini thích. Rồi, ok. Chiếc main đã được vào trong rất là yên vị rồi. Bây giờ thì trong lúc anh Tuấn Anh vẫn đang lắp rát thì mình sẽ lắp đó chính là cái nguồn. Đây là chiếc nguồn Cooler Master NWE Gold 1250W phiên bản V2. Thì nếu mà anh em biết đây là một chiếc nguồn có một cái công suất rất là lớn này. Và nó thuộc hạng top là hàng B trong những cái nguồn gọi là đáng để mua ấy. Hàng B ấy, tức là nó cũng rất là tốt cho bất kỳ cái bộ máy nào cả. Và nếu mà để đánh giá thì anh thấy rằng nhiều anh em có thể nhiều anh em dùng cái này nhỉ? Rồi, giá nó hợp lý. Giá nó hợp lý với cái mức mà hiệu năng nó đem lại. Thế nên là đây là một cái nguồn rất là đáng mua trong tầm giá của nó. 150 triệu. Nếu mà 150 triệu như thế này thì anh cảm thấy với đầy đủ đồ như thế này thì đánh giá cái máy này có thể dùng bao lâu? Theo anh dùng thì ít nhất trong thời gian khoảng 4-5 năm nữa. 4-5 năm. Nếu mà để chơi game thì cấu hình này vẫn khá dư thừa. Chơi bắt đầu là trong thời điểm này là đang là 2K và 4K đúng không? Và sau 4-5 năm nữa thì sẽ cái độ phổ biến của 8K sẽ dần dần xuất hiện và cái con 3090 này có thể chơi được 8K. Đặc biệt là khi mà anh em bật DLSS đi thoải mái luôn. Nếu mà những chiếc mainboard đây là tại vì đây là chiếc mainboard chỉ cận cao cấp thôi, cho nên là nó chỉ có là hai cổng USB 3.0 nằm ở phía trên này. Thành ra là mặc dù là cái quả vỏ cây này sẽ có tất cả là 4 cổng USB 3.0 nằm ở trên đây, nhưng mà mình bắt buộc phải hy sinh tại vì cái mainboard nó chỉ có giới hạn như vậy. Đã được đi hết tất cả các dây riết rồi, đầy đủ mọi thứ rồi. Còn anh Tuấn Anh thì đang lo cái phần đó chính là công đoạn cuối cùng của một cái bộ máy là đi nốt các đường nước còn lại. Thì anh Tuấn Anh cảm thấy thế nào về gọi là cái sau khi mà anh lắp xong thì anh cảm thấy thế nào? Anh thấy cái này nó khá là kín cây rồi, nhìn trông cân đối đấy. Thế thì bây giờ là anh sẽ định đi ống đường nước như nào nhỉ? Anh đang lắp những cái fitting vào rồi đúng không? Anh định đi đường nước như nào để chỉ trước cho các bạn xem. Rồi hiện tại sẽ là từ bơm, sau đó sẽ bơm xuống cái radiator dưới, sau đó đẩy trực tiếp lên cạp. Và cái bộ này anh tính là đường nước sẽ là song song. Như là nước sẽ chảy đồng thời vào cả cạc này và chảy vào CPU cùng một lúc luôn. Đấy. Thì sẽ chảy đây và chảy vào đây. Chảy vào CPU xong rồi lại lên trên rát này. Đúng và rồi. Làm rát bởi hai mát. Đúng rồi. Và nước trực tiếp từ đây nó sẽ chảy vào đây và từ đường này sẽ lên đây. Đó. Ok. Và làm mát cả hai.
Đó, và đó sẽ là cái đường nước mà anh Tuấn Anh chuẩn bị đi. Thì hãy cùng xem anh Tuấn Anh đi như thế nào nhá. Anh Tuấn Anh lắp bằng công đoạn rồi đấy. Anh đi xong hết ống rồi. Bây giờ đang là lắp vào fit thôi. Ok. Thì em có thể thấy là các fit các kiểu đã đầy đủ và các gong giúp các thứ. Đứng đường ống của anh rồi để cho em xem nào. Đấy. Đầy đủ ngay đây rồi. Vâng. Anh Tuấn Anh đã gọi là cắt hết xong này, đã rửa hết lại ống này và tí nữa sẽ là lắp tất cả những đường ống vào đây để đảm bảo cho bộ máy mát mẻ nhất có thể. Thì chắc là công đoạn này cũng nhanh thôi anh nhỉ? Xong tí nữa mình test giò nhá. Công đoạn lâu nhất thì đã qua rồi, công đoạn là khá nhanh thôi. Mấy tiếng ấy. Ok. Tí nữa chúng ta sẽ dùng đó chính là hai bình nước và đầu là hai bình nước clear. Đây, hai bình nước clear đây. Úi giời. Premix đến từ EK, hai bình nước clear. Hai bình nước clear này thì chắc chắn là sẽ vừa đủ cho với cả hai grad dày cộng với cả một đường ống đi xuyên tới cả cạc và CPU nữa. Em thấy là bây giờ cái bộ này mà anh khách mà đi dây li-an-li nữa thì thôi ấy. Tại vì cái dây li-an-li thế là thành ra bị quá là dày và nó sẽ quá là cấn vào trong cái kính này. Chúng mình đã test với cả cái độ dày như này ấy, thì nó vừa khít luôn, nó vừa chạm vào kính luôn. Nên là rất là ok, không hề bị tạo áp lực gì cả lên trên cái đường ống này. Nhưng nếu mà là dây của li-an-li thì chắc chắn là sẽ chạm vào và khiến cho ống nó bị cong cong một tí, tạo nên áp lực lớn và cái điều đấy rất là khó để có thể giữ lâu dài. Ok, bây giờ thì mình với cả anh Tuấn Anh vừa mới test giò xong và cái mức test giò thì rất là ok, không hề bị tụt xuống anh nhỉ? Đúng rồi, thế là kín rồi đấy, bây giờ có thể là châm nước và chạy luôn được rồi. Ok, cái nước này thì sẽ là nước clear đúng không? Tại sao lại chọn nước clear như này anh nhỉ? Thực ra là thông thường những cái bộ mà nhiều đèn RGB như này này, nếu mà mình chơi nước clear ấy thì mình có thể tùy chỉnh, cái thích màu gì mình chỉnh màu đấy được. Nếu mà ví dụ mà em chọn nước màu đỏ hay một cái nước gì đấy mà màu nó rực ấy thì em sẽ không thể chỉnh được sang màu khác. Nên là thông thường nhất sẽ chơi nước clear này. Ví dụ mình thích, sau đó khách thích màu đỏ hay thích màu vàng hay thích màu gì đấy thì sẽ chỉnh màu đấy. Thế thì cái bộ này màu trắng cũng đẹp anh nhỉ? Đúng rồi, màu trắng cũng rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà tính ra màu trắng thì là sẽ khoảng tầm bao lâu sẽ phải thay nước một lần? Thông thường các loại nước màu, đặc biệt là các loại nước mà màu đục ấy, thì cái thời gian thay thế nó phải nhanh hơn. Theo khuyến cáo nếu mà chạy liên tiếp thì có thể 6 tháng có thể thay một lần thôi. Đó, nhưng mà thông thường thì có thể lên 1 năm, đặc biệt có thể 2 năm cũng được. Thế thì nhưng mà thường thì có vẻ như là cái thời gian 1 năm, 2 năm thế là sẽ phải tháo cái block ra và cọ thôi. Đúng rồi, nếu mà mình kỹ thì mình nên tháo ra và cọ bên trong. Vì em có thấy những trường hợp mà kiểu người ta dùng lâu xong rồi những cái chất cặn người ta bám lại vào cái những cái block đấy. Đúng khiến rồi. Cho cái block nó bị có những cái vấn đề đấy. Bấm thử phát luôn nhỉ. Rồi, ok. Ui à, đẹp chưa kìa. Đây nhá, cạc ghét đầy đủ nhá, block đầy đủ này. Với những em chưa biết thì anh có thể trả lời được rằng là những cái bong bóng này, ví dụ sau khi hết những bong bóng này đâu, sẽ còn những bong bóng nhỏ, những cái ống này thì chạy khoảng tầm 3 lâu thì sẽ bay mất hẳn. Đối với những cái bong bóng này thì sau khi chạy khoảng một ngày ấy thì mọi người sẽ thấy là nước nó sẽ trở nên trong và những cái bong bóng ở trong này sẽ hết. Và vẫn còn những cái bong bóng nhỏ ở trong cái rát này và trong cái block này vẫn còn những cái bóng khí nhỏ thì nó sẽ tập khoảng 3 ngày. Thế nên anh em không cần phải lo lắng gì nhá. Cứ khoảng tầm 3 ngày nó sẽ đi mất tự nhiên thôi. Ok. Đấy, cái nước bắt đầu nó trong dần rồi đấy. Những cái bong bóng này nhỏ này thì nó sẽ đi hết đi nữa. Wow, công nhận cái bộ máy này đẹp thật đấy. Chúng ta lắp là mất cũng phải một ngày rồi đấy nhỉ. Ui da. Bộ máy sau khi
được đi ống châm nước các thứ kiểu thì đã hoàn thiện xong rồi. Mọi thứ đều đã rất là hoàn hảo ở đây. Dây giết các đều đi rất là đẹp đẽ. Anh Tuấn Anh thì đã đi là một cái đằng sau này. Bây giờ chỉ cần có lắp cái đằng trước và bên cạnh nữa. Và một cái trên nóc này nữa thôi là bộ máy đã có thể ship đến khách hàng rất là nhanh chóng rồi. Thì cái bộ máy này có tổng cộng là 150 triệu. Đó, thì sẽ có cả màn hình và có cả tất cả mọi thứ luôn, có cả bàn phím các thứ kiểu này, rất nhiều đồ linh tinh với va vẩn. Và thế thì anh Tuấn Anh cảm thấy thế nào về cái đường nước này, nó có xứng đáng với mức giá 150 triệu của máy này không? Theo anh thì cái đường nước này sau khi hoàn thiện thì anh cảm thấy rất là hài lòng, tại vì rất là nhìn nó rất là sang. Đấy, hệ thống fit ở đây đều dùng là fit màu Nikken. Đấy, khi mà kết hợp với cả cái dàn led từ quạt này nó hắt lên ấy, thì nhìn trông rất là bóng. Công nhận đấy, phải công nhận là nó thực sự rất là bóng, đúng không? Thì có những đường ống nào anh cảm thấy như là em cảm thấy cái đường ống này rất là hay này, thực sự đây là một đường ống anh chắc chắn là rất là tâm đắc, đúng không? Đúng rồi. Thì những cái đường ống đây thì khác với mọi lần một chút. Thế mọi lần là sẽ nước sẽ chảy qua VGA, sau đó lên radiator và sau đó mới tiếp tục vào servo để làm mát. Thì bây giờ cái đường nước sẽ cải tiến một tí rồi. Có nghĩa là nước sẽ vào đồng thời cả VGA và block servo cùng một lúc. Thì hai cái linh kiện này sẽ nhận được cái khả năng làm mát là tương đương nhau. Đó. Thế thì em công nhận là những cái gọi là backbreak, những cái fitting này đúng là ray tracing nó phản sáng rất là đẹp. Thì mình phải công nhận đây là một bộ máy cực kỳ là đáng mua, một máy gọi là mình đã nói rồi đấy, tốt nhất trong xóm. Thì hy vọng rằng là anh khách mua bộ máy này cảm thấy rất là hài lòng với những đường đi nước này, với hiệu năng của bộ máy này. Và thực sự thì cảm ơn anh em đã xem cái video này và hy vọng rằng anh em có thể đến với chúng mình và mua bộ máy đẹp như này, anh Tuấn Anh sẽ tận tay lắp cho anh em luôn. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại nha. 'Cause I found my way.